đói bụng quá à. Em mệt quá à. Từ 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 từ. Sao không? Đi, 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 lên, 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 lên ghế ngồi đi con. Lên ghế. À, đứng lên. Trời ơi, đẹp gái vậy mà đuôi hả trời? Đói bụng hả con? Dạ. Hai đứa ăn cái gì đi, đậu bao nha. Ờ, à, là cô cho tụi con đồ ăn á hả? Ừ, ở đây cũng bán nhiều đồ ăn lắm á. Ờ thôi, con ăn uống kỳ cục lắm cô. Con ăn á nha là không có được có muối, có đường, tương mắm gì hết đó. Con lẹt nhách à. Hả? Không hay, cô cho tụi con tiền đi, rồi tụi con tự mua đồ ăn ăn cũng được. Dạ đúng rồi cô, em ăn uống khó khăn lắm. Dạ. Cô cho tụi con xin tiền đi, con đi mua đồ ăn cho em ăn. Trời ơi tội nghiệp quá à. Hai vợ chồng hả? Sao thấy ông xứng nha. Dạ không, con là anh em. Dạ. Anh em hả? Ờ sao thấy cũng không giống à. Trời dạ. Ơi rồi ba mẹ còn không? Dạ ba mẹ tụi con mất hết rồi. Con không ai mướn đi làm hết trơn á. Chân cẳng con thì què vậy nè. Tụi con bị mù người ta cũng không có thuê con làm luôn. Ảnh là đôi mắt của con đó cô. Còn em đó là cặp cẳng của con á. Trời ơi thấy tội nghiệp quá thiệt tình á. Em nằm đi. Dạ con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Cái gì vậy? Nó đuôi nó cái thấy đường đâu mà chỉ với số với mặt nó vậy? Trời ơi bà nội ơi, người ta đuôi bà nội ơi. Đuôi hả? Đuôi sao không nói? Không nói ai biết đuôi. Ủa? Anh bị què à hả? Gì vậy trời? Có lết xác trên cái này mà nó hỏi anh què à hả? Đây có nghe nè, mày chưa từng có chồng đúng không? Sao biết thầy vậy? Tao dòn tao biết liền luôn á. Ôi, vậy bảo đi làm thầy đi, bà ngồi đây bà uống cà phê chi vậy? Ủa rồi tao làm thầy tao không được quyền uống cà phê hả? Ờ, thôi kệ bà đi. Anh, dạ. Anh không đuôi phải không? Thấy giấy số không? Mua giùm hai tờ đi. Không đuôi nhưng mà què. Xin nửa tiền tao mua giấy số. Trời đất ơi. Má ơi, người ta ăn mày đó, má ơi, má ơi. Đây, lấy cho hai tờ rồi đi liền giùm tôi đó nha bà nội. Lựa số. Khỏi lựa luôn mày. Mày tin không? Trúng một cái tao chia cho mày một tờ luôn á. Đã vậy trời. Cho mày có tiền mày đi chữa cái bệnh vô duyên. Trời đất ơi. Chỉ cho nè, mốt á mình bán giấy số mình mời mọc người ta đàng hoàng. Có chủ ngữ vị ngữ nó ờ nè. Em ơi mua giùm chị, chú ơi mua giùm chị, ủa giùm em giùm con, ví dụ vậy chứ ai như mày. Thôi đi 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 đi. Rồi, cảm ơn bà, chúc bà may mắn lần sau. Hả? Điệp ơi, tính dạ. Tiền nhiêu vậy con? Dạ. Đi cầm ơn. Ủa, bắt tay mẹ cầm không? Gì không? Con mới tự trọng ra giờ U hỏi con gì á, biết biết cái bóp U đâu đâu. Đây có tao với mày thôi chứ không lẽ tao cầm bóp tao, mày không cầm ai cầm. Riết thấy U sao sao á. Chẳng hà U nói là con ăn cắp luôn đi. Con đỡ phải tủi thân á. Trời ơi. Công nhận á, người ta bị sản á. Mất đồ cái bị sản á, tao vô duyên thiệt. Chắc tại quỷ bán vé số á. Nó lây tao đó mày ơi, trời ơi. Ờ. Ba đứa. Mày có ba đứa ở đây lận. Ôi, không chừng là ba đứa nó lấy đâu. Mà đứa nào ta? Cái con bán vé số đó, con nhỏ nó vô duyên lắm. Trời ơi, ngày nào nó cũng đi vòng vòng đây cũng biết mà. Không nhận cái con á. Không, không phải con đó. Tại vì vậy nè, cái bóp để đây. Tao lấy 20.000 ở trong đây ra là lúc đó bóp tao còn nha. Tao đưa cho nó. Nó đưa tới số tao đưa 20.000. Không, không phải con vé số. Vậy là cái thằng què. Què nằm đây. Ừ. Thằng què nằm ngay đây. Con vé số đứng đây là một hướng luôn, ngay đây. Cái bóp ta để đây. Mẹ đuôi, con quỷ đuôi lấy. Con đuôi. U sao á? Tự nhiên nó mù lòa vậy, nó làm gì thấy đường lấy bóp của U. Nó đuôi á, nó mò mò, nó thấy cái bóp là nó hốt thôi. Có khi nào nó giả đuôi không? Tự nhiên, U càng nói còn thấy càng sai đó. Tự nhiên cái người mà bình thường lạnh lặng là U không nghi. Nghi đâu mấy cái người mà bị khuyết tật với U. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy là con đuôi nó lấy bóp của tao. Mời tao trả tiền nha. Mày đi vô đi, cái đó tao tính. Cô chú ơi, cho tụi con xin ít tiền ăn cơm đi cô chú ơi. Anh ơi, em mệt quá.
Ráng đi em, xíu có người cho tiền. Anh ơi, buồn quá à. Cô ơi cô, cô cho tụi con xin ít tiền. Dạ. Dỡ lên phải tiền nha. Ê tiền. Ê. Vậy là cái này tôi đạp á, là của tôi thấy trước đó nha. Bây giờ mày dỡ chân lên đi, để tao coi kỹ lại coi. Trời, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà, cái này là của tôi. Tôi không có bị mù nha, nè nè. Làm cho tôi mù thiệt vậy, muốn cho bây giờ đó. Tôi thấy nó là tiền mà. Ê. Nhưng mà bây giờ trong tay tao là của tao. Trước giờ tao mày đi làm ăn là chia đôi, mày giả mù tao giả què. Bây giờ sao? Không của tao. Dạ, trả tôi không? Không, tao không trả bây giờ. Một là chia đôi thôi, không là tao ấy luôn. Trong tay tao mà. Ôi mày, mày về nhà tính nhà nè nè nè. Mày lá làng bảo quay lại bây giờ. Coi coi còn ai không, để biết đi rồi. Mày có mù đâu mày không thấy hay gì mà hỏi tao. Làm biết tưởng mù thì. Bây giờ đi nè. Nè, định đi đâu? Bên đây là bên đây nè. Của thiên trả địa. Hai đứa bay lấy tiền của tao phải không? Tiền gì lấy? Con có biết gì đâu. Đừng có xạo mày. Rõ ràng tao ra đây nó phọt từ ở trong bụng mày, nó phọt ra mà mày nói gì ạ? Dạ đâu có. Cô chắc cô nhìn lộn mới, tụi con có lấy gì đâu cô. Trời ơi, tao thấy rõ ràng nó rớt từ ở trong bụng này rớt ra mà. À tụi con lộn tính trả lại cho bà chứ không có lấy. Mà bà không có đuôi hả bà? Trời ơi, tao không đuôi tao mới thấy được mày rớt từ ở trong bụng rớt ra chứ. Ủa, là sao? Là sao? Tưởng tao bà đuôi chứ. Ủa, chứ chứ tụi bay có què không? Dạ, con tao giàu quá, con tao giàu quá. Mày có đuôi đâu? Con không thấy đường, không thấy đường. Trời ơi, tội nghiệp quá trời, quá đất ơi, thôi mày ơi. Ủa, sao cái gì nhìn quen quen vậy? À cô này hôm bữa cho tiền mình. À, nãy con thấy cô rất tiền á. Con định lụm trả lại cho cô. Dạ đúng rồi, cho con lụm. Dạ. Vậy sao? Dạ. Vậy sao? Dạ. Trời ơi Sơn, nãy giờ con có quay lại hết không? Dạ, cô yên tâm, con quay lại tất cả rồi. Tụi này khỏi chối. Quay cái gì vậy? Quay bằng chứng chứ quay cái gì vậy? Quay tụi bay giả đuôi giả què để mà đi xin ăn đúng không? Để đi lừa gạt người ta. Bởi vậy nãy cho cơ hội rồi mà lại tụi nó không chịu chụp. Đúng không con? Dạ. Có, cô, tụi con ơi. Cho tụi con xin lỗi đó cô. Tụi con hiểu lầm rồi đây. Phải chi rồi nãy, tí là không, phải chi nãy á hả? Mà tụi bay nhận đi. Nói là ờ, con có lấy tiền của cô, con đói quá, con lấy tiền của cô, nhiều khi tao tha đó. Cãi tới khi mà hả, tao dỡ cái mặt tao ra, lúc nó biết không chối cãi được. Đây nè, bữa đó là con Điệp á, ở quán á, là nó đã làm chứng hết rồi. Là cái tiền của tao bữa đó là tụi mày lấy luôn á. Đúng không? Xác nhận. Đúng không? Dạ cô, tụi con xin lỗi mà cô. Dạ không, thôi giờ tụi con ơi, trả tiền cho cô, con không lấy tiền về đó. Bộ màng rồi. Có lần đầu là sẽ có lần sau. Chủ quán nó nói là muộn màng rồi. Chú Sơn giờ chú thấy thì sao? Con á là con thấy bây giờ đưa lên phường đi rồi giải quyết. Đúng rồi. Ôi tao giàu quá cô ơi. Nè bây giờ không đi phải không? Điện thoại. Tôi gọi các anh trên phường xuống liền. Điện thoại. Nó đưa một xe đến hốt tụi nó về cho tao. Dạ U. Đứng lên đi không? Đứng lên đi, lên phường lên trình bày. Đi lên phường. Khỏi đi, bỏ đi mày ơi. Mày đi gạt người ta nữa.